thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình để góp nhận 10 top cần KBC khoảng 10 đô của tất cả các bạn. Top cần này đánh sàn Bankage Swap cho trên tảng BNB Smart Chain Bet20 các bạn. Để tham gia game này mình clip phần mô tả mở tất cả một chữ tắt chat bot nè các bạn. Rồi các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Rồi UBC rồi sau khi các bạn lướt cấp trang xong các bạn bấm continue với các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow kênh group kênh channel này các bạn. Nhiệm vụ follow medium nó không bắt buộc các bạn có thể bỏ qua nha các bạn. Các bạn join sao nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Các bạn join tiếp nhóm chat nữa các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow Twitter và request share pinbot nha các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Đây một cái kèo trên nguồn ngay góp 6 của góp 6 đó lọc tất cả nguồn góp uy tín lên các bạn. Khá là dự án này khá là uy tín các bạn. Các bạn theo dõi nha các bạn. Một KBC khoảng 1 đô các bạn. Rồi các bạn like và tao quýt nha các bạn. Test lại nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào follow medium. Medium này không có bộ các bạn có thể bỏ qua nha các bạn. Các bạn bấm vào nút submit đi tên nha các bạn. Rồi bạn bấm done. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link profile tại Twitter của mình thì các bạn mở Twitter mình ra các bạn. Medium thì các bạn phải phát IP ra nước ngoài follow mới được người ta các bạn. Nhiệm vụ nó không bắt buộc thì các bạn có thể bỏ qua các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba dấu gạch này, bên cùng. Mà nhấp vào một hồ sơ người ta các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba dấu gạch trên cùng các bạn bấm vào nút sao chép các bạn. Gì mình lấy trên bên Zalo của mình đi các bạn. Ngay quá ta. Chơi nha các bạn vào hồ sơ mình nhắm vào ba gạch trên cùng vào chia sẻ các bạn sao. Chép bạn nào không follow medium thì các bạn bấm nút skip các bạn, vì mình phát IP follow lên mình liền lại username medium bấm các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain. Thằng khùng này nó điện qua chạy. Rồi các bạn chờ xíu các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ ETH lên chí chút wallet cũng được nữa các bạn. Giá ETH lên khá là cao nha các bạn. Rồi bạn sao chép lên các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Là địa chỉ này nè các bạn. Rồi các bạn gửi lại cho bot, các bạn có thể dùng địa chỉ ETH. Rồi bạn dán bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 10 top cần. Mình đã nhận được 10 top cần KBC nè các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Bạn lấy liên ghép chia sẻ bạn bè và người thân kiếm thêm top cần. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.